thưa quý vị, một nhạc phẩm kế tiếp. Nhạc phẩm này khi mà mình nghe ra là mình biết liền nó là kỷ niệm của mình, mà hình như là tiếng lòng của mình nữa, bởi vì được diễn tả bởi một tiếng hát rất là điêu luyện dễ thương của em Bích Đình, bài hát mang tên Một Chữ Thôi, khi của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức. Xin mời. No.
cái bài đó rõ ràng là không có chuyện đó đâu, phải không? Lúc nào em cũng yêu anh bởi vì những chuyện đó làm gì có. Đúng không? Sao tự nhiên có người muốn cùng một hào quang với ca sĩ vậy ta?